Tại sao người ta thường thắp ba nén nhang mà không phải là con số khác? Thưa quý bạn, nhân những ngày vào xuân, Bửu Liên xin có đôi điều chia sẻ để lý giải vì sao chúng ta thường dâng lên chư Phật và gia tiên ba nén nhang, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc. Nói về ý nghĩa của số lượng nén nhang, có nhiều quan niệm khác nhau. Chẳng hạn như một nén nhang thể hiện sự nhất tâm, hai nén nhang thắp lúc viếng linh cữu, ba nén nhang thì lại nhiều ý nghĩa hơn. Theo quan niệm nhà Phật, ba nén nhang có thể tượng trưng cho tam bảo Phật, Pháp, Tăng, tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tam thời như quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây cũng là một lý do để giải thích cho việc ở chùa trước sân thường có ba đỉnh hương. Bên cạnh đó, lý giải về ý nghĩa của ba nén nhang là sự hòa hợp giữa thiên, địa, nhân được biết đến nhiều hơn cả. Thắp năm nén nhang tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thắp bảy hoặc chín nén nhang thì lại biểu tượng cho vía, vì quan niệm dân gian cho rằng nam thất, nữ cửu. Muốn xin cho người nam thì thắp bảy, còn xin cho người nữ thì thắp chín. Ngoài ra, cũng có quan niệm cho rằng thắp càng nhiều nén nhang thì càng là việc quan trọng cần kính cáo. Tuy vậy, hiện nay một nén hay ba nén nhang đều được nhiều người thực hiện hơn cả. Khi đến đình, chùa, miếu, mạo, người ta thường thắp một nén nhang để thể hiện tâm thành. Còn trong các dịp dỗ chạp lễ Tết thì thường thắp ba nén. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người ta cũng giản lược những ý nghĩa sâu xa này, chủ yếu thắp một nén hoặc dùng hương vòng để hạn chế việc hỏa hoạn có thể xảy ra cũng như ô nhiễm môi trường. Nhiều người cho rằng bát hương cuốn vòng và càng to càng dày thì chứng tỏ càng nhiều lộc. Tuy nhiên, cách hiểu này đang có một sự sai lệch. Sản xuất hương, người ta có thể dùng phụ gia để giữ cho nhang cuốn tàn được lâu hơn. Cho nên, việc nhang cuốn tàn có thể đẹp, nhưng về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời tăng khả năng gây hỏa hoạn. Bửu Liên xin quý bạn lưu ý, một bàn thờ ấm cúng không có nghĩa là bát nhang phải đầy uống ủ tàn nhang, mà phải đảm bảo được sự gọn gàng, sạch sẽ, có hoa tươi, quả ngọt. Nhờ đó mới có sinh khí. Bửu Liên kính chúc quý bạn những ngày xuân an lạc.